Thưa quý vị, hiện nay, bà con nông dân vùng hoa Nhân Thọ, xã Hòa Phước tất bật chăm bón các loại cúc chậu, cúc đất chuẩn bị phục vụ Tết Đinh Sửu năm 2021. Vụ hoa Tết năm nay, 15 hộ trồng hoa ở Nhân Thọ, xã Hòa Phước đưa vào sản xuất 5.500 cúc chậu và hơn 30.000 cây cúc đất. Hộ trồng ít vài trăm chậu, nhiều thì hơn 1.000 chậu. Theo nhận xét của bà con, hiện tại cây hoa phát triển rất tốt và đều. Tuy nhiên, tâm trạng chung của bà con vẫn là hồi hộp và lo âu về tình hình dịch bệnh COVID-19, sức tiêu thụ của người dân. Mấy năm lùm là hoa Tết cái là cũng kiếm được 50-100, nhưng mà đều năm nay là cũng sợ là dịch. Nên là hoa thì rất đẹp, nhưng mà hy vọng là đừng có việc gì xảy ra để cho chị em lùm cực khổ để thu nhập được kiếm đồng. Nhân Thọ còn nổi tiếng với các loại hoa lan cắt cành và các loại lan rừng quý hiếm. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên cơ sở lan Hưng Phát Lộc vào vụ Tết khá cầm chừng. Dự kiến khoảng 5.000 đến 6.000 cây hoa lan nghinh xuân và khoảng 7.000 cây lan hồ điệp. Tình hình là dịch bệnh quá, cho nên là cũng lưỡng lự, nên cũng chưa có chủ động để mà đưa hoa về để phục vụ Tết 2021 này. À, thì bây giờ cái tình thế thì tới đâu thì mình hay tới đó. Nó ít nhưng mà thì bắt đầu nếu mà về thì khoảng đầu giữa tháng 11 mới về. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phước cho biết đầu vụ do ảnh hưởng của các cơn bão, một số giống hoa của bà con bị hư hại. Ủy ban Nhân dân xã kịp thời đề nghị huyện hỗ trợ giống ngắn ngày để bà con kịp thời vụ, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc. Nhờ vậy đã giảm đáng kể thiệt hại cho bà con. Thì nhìn công đến giờ phút này thì thấy rằng qua theo dõi thì cây hoa nó phát triển rất là tốt và đẹp hơn so với mọi năm. Cũng rất là mong là trong cái dịp Tết này thì bà con nông dân có một cái vụ hoa Tết nó thành công và cái sức tiêu thụ của thị trường nó cũng tương đối để bà con có cái thu nhập. Ngoài các loại hoa truyền thống như cúc, vạn thọ, năm nay, vùng hoa Nhân Thọ có thêm nhiều loại hoa mới như cúc họa mi, hoàng anh. Hy vọng bà con sẽ có vụ hoa Tết bội thu.